Những đường lông mày không sửa, hỏng nửa cuộc đời, xem ngay kẻo hối tiếc. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học, lông mày nằm trong ngũ quan vô cùng quan trọng. Như người xưa thường có câu, người có ngũ quan đoan chính, cuối đời vận mệnh sẽ tốt lành và giàu sang. Do đó, chân mày hay được các thầy tướng chú trọng khi đánh giá qua dung mạo bên ngoài. Mỗi người có một tướng chân mày đặc trưng khác nhau, người sở hữu chân mày rậm rạp, người lại thừa thớt. Người có chân mày lá liễu thanh tú, người lại có chân mày ngang. Chân mày căng ra ngay ngắn, bộc lộ vận mệnh cả cuộc đời của con người. Thông qua hình dáng lông mày, người ta có thể dự đoán được vận mệnh của cuộc đời mình. Theo nhân tướng học, có 8 loại hình dáng lông mày, nếu bạn không sửa sẽ hỏng nửa cuộc đời. Vậy xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu xem mình có giống một trong số những tướng lông mày sau đây hay không trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Lông mày được cổ tướng học gọi là bảo thọ quan. Lông mày phải được mệnh danh là kế đô. Lông mày trái được gọi là lá hầu. Trong phép đoán lưu niên vận hạn dựa vào các bộ vị trên mặt thì lông mày trái được gọi là thái hà, lông mày phải là Côn Hà. Điều đó chứng tỏ lông mày mang một ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho vận mệnh của con người. Lông mày liên quan mật thiết với cặp mắt, giúp cho các nhà nhân tướng học có thể xác định rõ về tinh thần con người, về mặt trí tuệ. Cho nên, tướng lông mày không tách rời mối quan hệ với cặp mắt. Do đó, lông mày cũng như mắt có thể giúp các nhà nhân tướng học dự đoán về giàu sang, phú quý hay nghèo hàn, bần tiện. Lông mày thưa và trắng. Người có lông mày khá thưa thớt, nhìn xa thì tưởng màu trắng. Điều này tiết lộ phản ứng của người này không nhanh nhạy, tâm tư khá đơn giản. Nếu là kiểu lông mày hung thì vận mệnh của người này không tốt cho lắm. Lông mày nhạt và mỏng. Người sở hữu lông mày nhạt và mỏng là người nhạy cảm, có khả năng làm việc tốt. Nếu là phụ nữ thì biết đối nhân xử thế rất tốt, năng lực làm việc cũng khá tốt, tham gia nhiều các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, người này dễ bị tình cảm lấn át lý trí, duyên vận không tốt, thân thể cũng không được khỏe mạnh. Lông mày lơ thơ. Người có lông mày lơ thơ là người có tính tình nóng nảy, nhưng lại rất thông minh, nhìn nhận sự việc một cách nhanh nhạy, chỉ cần thoáng qua những người có thể hiểu rõ bản chất sự việc, nắm giữ trọng tâm rất nhanh và thường không để tâm vào chuyện vụn vặt. Thế nhưng, người này khá lập dị, dễ bị cảm xúc chi phối, khó nắm bắt và điều khiển cảm xúc của mình. Lông mày mờ, nhìn xa như không có. Những người sở hữu tướng lông mày mờ, nhìn xa không có, thường rất ít bạn thân. Họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp cũng như kết bạn với bạn bè. Tính cách nổi bật là tính không nhất quán, không chín chắn, không đủ mạnh mẽ và kiên cường. Trong cuộc sống, buộc phải phấn đấu đạt vị trí địa vị cao, nếu không, vận mệnh sẽ không ngừng đi xuống. Lông mày cách xa nhau. Những người có lông mày cách xa nhau thường là người có tính cách hướng nội, ít khi thể hiện tâm sự ra ngoài. Trong cuộc sống, họ không có nhiều bạn bè vì tính cách hơi keo kiệt một chút. Nhận thì dễ, chứ cho thì khó, không hòa đồng với mọi người nên thực sự hơi lạc lõng. Vận trình sức khỏe của những người này cũng không tốt. Lông mày có sợi dài, mọc lộn xộn. Lông mày có sợi dài, mọc lộn xộn là người có nội tâm tình rất phức tạp, tính tình nóng nảy và hay bị phân vân. Họ cũng là những người thông minh, nhanh nhạy trong công việc, biết nắm bắt cơ hội nhưng chỉ vì cái tôi mà làm hỏng chuyện lớn. Do đó, dù có năng lực nhưng sự nghiệp vẫn bấp bênh, khó khăn, chồng chất. Màu lông mày. Màu sắc lông mày không chỉ giúp hài hòa khuôn mặt mà còn quyết định vận mệnh cuộc đời của một người. Người có da tối màu không nên để lông mày mảnh nhạt,
Người da sáng màu thì không nên được để lông mày quá đậm, sắc nét. Màu sắc lông mày phù hợp sẽ giúp mang tới vận khí tốt, khiến khuôn mặt tươi sáng, rạng rỡ hơn, thu hút ánh nhìn, lấy được thiện cảm từ người khác. Lông mày bị đứt đoạn. Trong nhân tướng học, lông mày đứt đoạn là một nét tướng rất xấu. Người sở hữu nó có lòng dạ thâm sâu, độc ác, mưu mô. Trong công việc, họ có thể vì mục đích cá nhân muốn leo cao, đạt được mục tiêu mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng hạ bệ người khác để trục lợi cho bản thân. Chính vì thế, mà dù có tiền, có chức vụ, nhưng họ cũng không nhận được sự tôn trọng, kính nể của mọi người. Trong chuyện tình cảm, người phụ nữ này cũng không coi trọng chồng con, một mực làm theo ý mình, nên gia đình gặp nhiều sự cố, không hòa thuận. Quý vị thân mến, bên cạnh những tướng lông mày báo hiệu sự suy xẻo và không may mắn, thì có những tướng lông mày có ý nghĩa giàu sang, phú quý cả đời cho người sở hữu chúng. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, lông mày lá liễu. Lông mày lá liễu là một dáng mày khá đẹp đối với nữ giới. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa rất chuộng dáng lông mày này. Theo nhân tướng học, khi xem tướng lông mày nữ giới, những người con gái có dáng lông mày này là người có tính tình thật thà, chan hòa với mọi người, hiền lành, dịu dàng. Người có lông mày lá liễu có thiên hướng nội, hiền dịu nhưng có lúc lại hơi nhu nhược, nhất là với người nhà. Chính vì vậy, họ sẽ bị chi phối bởi tình cảm hơn lý trí. Phụ nữ lông mày lá liễu thường được cho rằng có cuộc sống sung sướng và an nhàn hơn hẳn những người phụ nữ khác. Không chỉ vậy, người ta nói rằng họ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay gặp nhiều may mắn trên cả đường công danh, sự nghiệp. Lông mày dài quá mắt. Lông mày dài quá mắt là lông mày cân đối, mượt mà, đôi lông mày kéo dài hơn đôi mắt. Người có tướng mày này chỉ số thông minh cao, năng lực học tập tốt, trước khi làm việc gì cũng lên kế hoạch rõ ràng và cụ thể. Đây là tướng lông mày chủ về tài lộc dồi dào, báo hiệu cho người sở hữu sẽ ăn nên, làm ra, thành đạt và gặt hái được nhiều thành công về tiền bạc. Lông mày sư tử. Lông mày sư tử thường đậm, dài bằng mắt, sợi lông mày thô và bề ngang lớn. Đặc biệt, 1/3 đầu lông mày bản to võng xuống, phần đuôi lông mày cũng cong xuống, lông mày mọc khá xa bờ mắt. Lông mày sư tử nhìn thoáng qua có thể hơi thô, nhưng thực chất lại rất thanh tú. Tướng người này thông minh, hoạt bát, có vẻ uy nghiêm, có mắt sắc sảo. Người khác nhìn vào cũng 7-8 phần nể trọng. Lông mày sư tử ở nam giới có tính tình cương trực, quyết đoán. Đã quyết tâm thì làm đến cùng để đạt được, chứ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Người lông mày sư tử thường sẽ có công danh to lớn, càng nhiều tuổi thì sự nghiệp càng vẻ vang, giàu sang theo đó cũng đi lên. Nam giới mày sư tử thường kết hôn khá muộn. Nữ giới mà sở hữu tướng lông mày này thì là người có sức mạnh phi thường, tinh lực dồi dào, là người nhiệt tình. Một khi đã quyết định làm chuyện gì thì nhất định hành động cho tới cùng. Đường tình yêu của bạn trải qua quá nhiều chông gai và nước mắt, song hạnh phúc tuyệt vời sẽ đến với bạn. Lông mày kiếm. Sợi lông mày mịn, khoảng cách vừa phải, bề ngang hơi nhỏ, bề dài quá mắt. Trông xa loại lông mày này thẳng, đuôi ngược lên trông như lưỡi kiếm. Chân mày lưỡi kiếm có nhiều chỗ khía cạnh nhọn hoắt, sẵn sàng hơn so với lông mày tam giác. Đàn ông lông mày lưỡi kiếm là người trọng nghĩa khí, tính tình ngay thẳng, trí tuệ tốt, lòng tự trọng, tự ái cao. Họ chủ về sự giàu sang, thành đạt, không quyền cao, chức trọng thì cũng là chủ những doanh nghiệp lớn. Phụ nữ có lông mày lưỡi kiếm, tính cách vô cùng mạnh mẽ, cứng cỏi, là người học rộng, biết nhiều. Từ trung niên trở đi, vận số khá tốt cả về mặt tài vận lẫn hôn nhân. Công việc phù hợp với họ là kinh doanh buôn bán, bởi họ làm việc có kế hoạch, thành thạo, chu toàn, cẩn thận trong mọi việc. Lông mày kén. Lông mày kén là lông mày có hình dạng phẳng, mọc đều và thanh thoát, sợi lông mày mượt như tơ và hơi cong. Đây là một trong những tướng lông mày giàu sang ở cả nam và nữ. Người này được nhiều người yêu thích, coi trọng và tin cậy. Họ là những người sống có kỷ luật và nhanh trí, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết tận dụng cơ hội. Tướng người mày kén gặp nhiều may mắn, gặp được cả danh tiếng và tiền bạc. Lông mày rồng.
Lông mày rồng, còn gọi là lông mi, được miêu tả là những sợi lông dài, độ rậm, thưa thớt. Đầu lông mày mỏng manh, thanh tú, nhưng đuôi lại có phần rậm thô và cao hơn đầu chân mày. Lông mày rồng là tướng giàu sang, phú quý. Người mang tướng này tính cách chân thật, có hiếu kinh doanh, được bạn bè và đối tác nể trọng. Họ căm ghét sự bất công và không ngại nói lên chính kiến của mình. Lông mày trăng khuyết. Lông mày trăng khuyết hay còn được gọi là lông mày trăng non. Dáng này có sợi vừa vặn, mịn, mập xuôi, màu đen và rõ như nét vẽ, uốn cong như hình dáng trăng mồng 2, mồng 3, dài qua mắt. Lông mày này thường thấy nhiều ở phụ nữ. Những người mang tướng này cảm xúc khá tinh tế, có khí chất của người làm nghệ thuật. Họ thường suy xét mọi việc thấu đáo, có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Chỉ cần tập trung sức lực cho công việc thì dễ gặt hái được nhiều thành công lớn. Nhạy bén, có trí tuệ, có tài năng nên họ rất phú quý, cả đời giàu sang, chẳng phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền. Tuổi 26 đến trung niên có công danh, địa vị hiển hách. Lông mày tướng quân. Thời gian gần đây, lông mày tướng quân là biểu tượng của những người có sự am hiểu và sâu rộng, đầy đam mê và tấm lòng nhân nghĩa như các vị tướng quân ngày xưa. Theo nhân tướng học, người có lông mày tướng quân sở hữu trung bình, đẹp là người có tính cách cứng cỏi hay câu nệ nhưng biết thân phận thị phi. Họ thường đưa ra quyết định dựa trên lý trí nhiều hơn cảm xúc, luôn tính toán kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, họ là người có tấm lòng nhân hậu, bao dung hay giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp. Cách xem tướng qua lông mày nữ cho biết, nếu nữ giới sở hữu tướng lông mày này thì họ là những người có thể dung hòa tốt sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nếu người nào có lông mày ngang và hướng xuống phía mắt, bất kể là nam hay nữ, thì đây lại là người có tính tình, cố chấp, có tà khí, lông mày xấu ngã. Đây là tướng chân mày tốt cho phụ nữ, báo hiệu sự quyền lực và trách nhiệm. Những người phụ nữ có lông mày xấu ngã thường là người thận trọng, luôn suy nghĩ và làm việc cẩn thận. Họ còn là những người đầy trách nhiệm và tận tâm với những việc mình làm. Tuy vậy, nhưng những người này không hề bảo thủ mà biết cách sống làm đời người, mà rất biết cách sống làm người đời tâm phục, khẩu phục. Sự mạnh mẽ, cẩn thận và biết ý của những cô nàng có dáng lông mày này khiến bạn đời cũng như mọi người xung quanh kiêng nể và tôn trọng. Đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, đường tình duyên cũng thuận buồm xuôi gió. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.